sợi tóc, chuyện ngắn của Thạch Lam. Anh Thành nhõm dậy, nghiêng mình chống khuỷu tay xuống giường, rồi bắt đầu nói với một giọng trầm và thong thả, khiến người nghe hiểu được hết các ý tứ của câu chuyện. Rồi có một người anh họ rất giàu và rất ngốc. Có lẽ mình cho anh ta là ngốc, bởi vì hắn không xử sự như mình, không có những quan niệm về cuộc đời như mình. Nhưng thật ra, biết đâu các ăn ở của anh ta lại không khôn ngoan hơn, bởi vì anh ta đã giàu và sung sướng. Tên anh ta là Bạn. Bạn rất phục tôi, coi tôi là một người sành sỏi, thạo đời và nhất là thạo các món ăn chơi. Bởi vậy, động có việc gì hoặc là muốn mua bán cái gì, anh ta đều không quên đến hỏi tôi trước. Hôm ấy, Bạn đến rủ tôi cùng đi mua một cái đồng hồ. Anh ta muốn mua hạng thật tốt và nhờ tôi xem hộ. Hai chúng tôi đến hiệu Chapot ở phố Tràng Tiền. Đồng hồ ở hãng này thì không còn phải nói gì nữa. Thật là những đồng hồ các hiệu có tiếng, có bảo hành chắc chắn và cố nhiên là giá đắt. Tôi chọn cho hắn cái đồng hồ đeo tay hiệu Movado, xuống nước hay vùi cát cũng không hề gì. Chiếc đồng hồ trông rất đẹp. Tôi thấy anh ta mân mê cầm lên ngắm nghía, xem chừng cũng muốn mua lắm. Nhưng cái tính hà tiện của anh ta lại thắng cái thích, nên rồi lưỡng lự một lát, anh ta trả lại nhà hàng, kéo tôi đi ra và bảo: đẹp thì đẹp thật, nhưng mà đắt quá anh ạ. Thôi, chúng ta lại các hiệu khác mà mua thì hơn. Tôi yên lặng gật đầu và đi theo, cũng chả muốn nói gì. Trong bụng nghĩ, anh chàng này thật là ngốc, có tiền mà không biết chơi đồng hồ tốt, lại kiệt nữa, không biết hắn để tiền làm cái gì. Vào một hiệu ở hàng ngang, sau khi mặc cả ráo riết từng hào, anh ta bằng lòng mua một cái đồng hồ hiệu không mấy ai biết tiếng. Hắn có hỏi ý kiến tôi, xong tôi cũng ừ hử, bảo dùng được cho xong chuyện. Vì hắn có mua được thứ tốt hay không, bây giờ tôi thực không quan hệ mấy. Lúc trả tiền, tôi thấy hắn dở ra một cái ví da lớn, phồng chặt. Hắn đếm giấy bạc thong thả và cẩn thận. Thoáng nhìn qua, tôi cũng biết trong ví nhiều tiền lắm. Ngoài số tiền bạc lẻ hắn mang ra trả, tôi còn thấy gấp ở ngăn trên đến 5-6 cái giấy bạc 100 nữa. Những giấy bạc mới, màu còn tươi nguyên. Quái, thằng cha này làm gì mà lắm tiền thế? Mình thì chả bao giờ có đến được 100 bạc bỏ túi. Tôi nghĩ thầm và so sánh thế. Mua xong đồng hồ, Bạn rủ tôi đi ăn. Ta lên hiệu chén, rồi lát nữa là một chầu chứ. Hắn gõ vào túi: tôi có đủ tiền đây. Chúng tôi vào hiệu, Bạn ăn vui vẻ lắm. Có lẽ hắn vừa ý vì cái đồng hồ mua rẻ. Tôi thì trong óc cứ vơ vẩn cái ý nghĩ, sao một thằng ngốc như hắn. Tôi thấy hắn càng ngốc, lại còn lắm tiền thế. Còn mình, tuy vậy, ý nghĩ cũng không làm tôi ăn mất ngon. Tôi tỏ mặt sành, gọi những thức ăn quý và đắt tiền, và hai chúng tôi uống rượu say sưa. Cơm xong, Bạn đưa tôi xuống Vạn Thái, vào nhà một người nhân tình của hắn. Hình như đã lâu không được đi hát, nên hắn có vẻ tha thiết và sung sướng đến đáng ghét. Về phần tôi, không thấy hứng lắm. Đi chơi với một anh có nhiều tiền mà mình lại khinh là ngốc, không có thú vị mấy. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ hắn nửa chừng? Tôi định bụng ở chơi qua quýt đến nửa đêm thì về. Nhà hát, ngoài cô nhân tình của Bạn, còn các em khác trông cũng khá. Tôi nằm bên bàn đèn nói vài câu chuyện tầm phơ. Còn Bạn, hắn không nghe hát hét gì cả, ngồi nói chuyện với tôi một lát lấy lệ, rồi hắn cùng với cô nhân tình vào buồng trong đi nằm một chỗ. Hắn không quên tính cẩn thận của anh Kiệt, đem cả cái áo tây trong có ví tiền vào chỗ nằm,
vất trên thành đầu giường. Một mình tôi ở ngoài đâm chán, nằm một lát rồi tôi cũng đứng dậy sửa soạn ra về. Bạn vẫn ở trong màn, nói vọng ra giữ lại: "Anh hãy ở chơi đã, về làm gì vội, ngày mai chủ nhật cơ mà." "Thôi, tôi phải về, sáng sớm mai có việc." Vừa nói, tôi vừa với cái áo tây của tôi treo trên mắt. Bỗng nhiên có cái gì chuyển mạnh qua tim, tay tôi yên hẳn lại. Tôi vừa mới nhận ra rằng cái áo tôi đương cầm không phải là áo của tôi. Thì ra, lúc mang áo vào giường nằm, bạn đã mang nhầm áo. Hay chúng tôi mặc thứ hàng len giống màu, như vậy dễ lẫn lắm. Tôi ghé nhìn vào phía trong áo, thấy cái ví tiền ở túi thò ra ngoài một ít. Cái ví tiền, mấy tờ giấy bạc. "Ở chơi đã anh, ở sáng sớm mai về với tôi một thể." Tôi điềm nhiên treo cái áo vào chỗ cũ, quay ra. Mấy chị em cũng phụ họa vào lời mời của bạn, nài nỉ: "Tội gì mà về bây giờ anh, khuya và lạnh chết." Tôi chỉ thoáng nghe thấy, trông chỉ như còn bận sự gì. Bâng khuâng tôi lại gần giường, một chị nâng chén mời: "Anh uống chén nước nóng, rồi nằm xuống đây có hơn không?" Thì hẳn nằm một lát đã. Tiếng bạn trong màn đưa ra: "Phải đấy, đến mai hẳn về. Tôi bảo chị Lan làm thế nào để giữ anh ấy lại thì làm." "Không, thế nào tôi cũng phải về anh ạ." Những lời đối đáp ấy cứ tự nhiên buột miệng ra, tôi không để ý đến. Trước mắt tôi, mấy tờ giấy bạc 100 gấp trong ngăn ví hiện ra rất rõ rệt. Lấy mấy tờ, độ 2 tờ. "Tại sao lại 2? "Tôi không biết. Thật dễ dàng quá. Tôi cứ việc điềm nhiên với lấy áo, mở ví, rút ra 2 tờ, rồi khoác áo ở trên vai, ra ý tắt cửa về, rồi chọn lúc mọi người vô ý, mà dẫu có ý cũng không ai biết được. Tôi đổi lấy áo của tôi vắt ở đầu giường bạn. Thế là xong và gọn. Mai dậy bạn biết mất, chắc chẳng bao giờ dám nghi ngờ cho tôi. Mà nghi ngờ thế nào được? Tôi về từ đêm cơ mà. Vả lại, cái áo được tiền hắn đã cẩn thận mang vào giường ngay từ chập tối. Vậy nếu có người lấy thì chỉ có người nhà cô đầu mà thôi. Mà người nhà thì cũng khó lòng đến lấy được. Họa chăng có ngay cô nằm với bạn. Ừ, có lẽ bạn sẽ nghi cho nhân tình của hắn lấy. Chắc thế, tôi mỉm cười. Bạn sẽ không dám nói gì đâu. Biết nhân tình lấy, hắn sẽ im lặng, sợ làm cho nhân tình xấu hổ và sợ làm tai tiếng chủ nhà. Hắn vốn tính nhát, và lại 200 đối với hắn chắc chả là bao. Tất cả những cách xếp đặt ấy diễn qua rất nhanh trong trí tôi. Chỉ một thoáng thôi, tôi đủ tưởng trước được các việc xảy ra như thế, êm thấm và yên lặng và trôi chảy. Dễ dàng quá, mà không còn sợ cái gì cả. "Mời anh xây thuốc." Tôi giật mình đỡ lấy dọc tẩu. Cô Lan đã tiêm xong điếu thuốc từ bao giờ, quay dọc sang mời. Mắt cô nhìn tôi âu yếm. Tôi đưa mắt nhìn xuống, cầm lấy dọc hút. Điếu thuốc kêu vo vo, tiếng như ở đâu đưa lại, qua làn khói trắng tỏa ra. Tôi tưởng, nhìn thấy tập giấy bạc 100 còn mới nguyên gấp trong ngăn ví. Hắn làm gì mà có lắm tiền thế, lại mang để trong ví làm gì? Rõ, anh chàng ngốc không biết dùng đồng tiền, tiền ở trong tay hắn cũng uổng. Ngộ có đứa lấy đi thì sao, để thế có bữa mất thật. "Anh nghĩ gì mà thành người ra thế? Tay thuốc có phải không?" Lan để tay nhẹ nhàng lên người tôi, lặng lơ đưa mắt hỏi. Tôi giả vờ cười không đáp, rồi xoay nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Trong người bứt rứt không yên, lắng nghe thấy tiếng bạn thì thào và tiếng cười khúc khích của nhân tình hắn trong màn. Chiếc áo vắt ở đầu giường, chiếc áo của tôi chắc vẫn còn y nguyên ở đấy. Tôi tưởng tượng
Khi có 200 trong túi rồi, lên xe và điềm tĩnh đi nằm ngủ. Sớm mai mất tiền, thế nào hắn trả về qua nhà mình. Hắn gọi cửa vào, đánh thức mình dậy và bơ vờ bảo: "Tôi mất 200 bạc tối hôm qua rồi, anh ạ." Tôi thấy trước bộ mặt ngạc nhiên của tôi lúc bấy giờ, một vẻ mặt rất tự nhiên, và tôi hỏi: "Chết chữa, mất bao giờ, ở đâu?" Hắn sẽ thuật lại buổi tối hôm nay, lúc mang áo vào giường, đến lúc thấy mất. "Chỉ có con nhân tình tôi nó lấy thôi anh ạ, chả còn ai vào đây nữa." "Thế với bà của anh có biên số không?" Nếu hắn không biên số thì mình cứ việc tiêu tự nhiên. Vạn nhất hắn có biên số rồi thì bảo hắn đi trình cẩm. Nhưng mình sẽ tiêu ngay hôm ấy. Một người như mình cầm tờ giấy trăm vào Goda mua hàng, ai dám nghi ngờ. Tôi nhớ lúc ấy tuy vẫn nói chuyện với mấy cô em, tôi xếp đặt đâu vào đấy rất chu đáo, phòng ngừa đủ mọi việc xảy ra. Chỉ còn việc lấy và đổi áo nữa là xong, rất dễ. "Ấy kìa, anh đi đâu đấy?" "Tôi đi về đây, mai có việc bận, không thể ở lại được." Tôi đã nhổn dậy đến bên mắt với áo, chiếc áo của bạn. Qua lần vải, tôi thấy chiếc ví cành cạnh răn rắn, khoác áo lên một bên vai. Tôi định đi lại trong nhà, bồn chồn nóng ruột. Một cô đầu lê guốc ra hé cửa, nhìn ra ngoài trời. "Tối lắm, phải vạ gì mà đi bây giờ anh ạ?" "Đâu, xem nào." Tôi cũng đến bên cửa nghiêng nhìn ra ngoài. Tay tôi đưa vào trong áo, luồn vào khe ví, sờ vào mấy tấm giấy bạc. Tôi rùng mình, mấy ngón tay mân mê đầu tấm giấy. Một cái, hai cái. "Thôi, vào không gió anh ạ, vào nằm cho ấm." Tôi bỏ tay ra, thăm thả, không vội gì. Theo vào, cái áo vẫn đè chỉ trên vai. Tôi ngồi ghế xuống cạnh giường, cầm chén nước lên nhấp, rồi lại đặt xuống. Tiếng bạn trong nhà cất lên: "Ông ấy về rồi à?" Tôi đáp: "Không, đã về đâu, tí nữa." Bạn nói câu gì sau tôi cũng không nghe thấy. Tâm hồn tôi lúc bấy giờ thế nào tôi không biết rõ. Tôi đứng lên ngồi xuống như một cái máy. Tôi chỉ băn khoăn, bứt rứt và thời gian qua. Tôi cảm thấy đi qua tâm hồn tôi từ bên này sang bên kia. Như thế tôi không biết trong bao nhiêu lâu. Tôi sẽ thở dài, đứng lên, lần này thì nhất định về thôi. Không mai đi sớm lại nhọc chết. Bạn hỏi vọng ra: "Ồ, anh về à, mấy giờ rồi đấy nhỉ?" "Gần 1 giờ rồi, anh cứ ở đây, cả mấy cô này nữa. Đi ngủ đi cho béo mắt, bận sau tôi ở lâu nhé." Tôi đưa tay vuốt mái tóc một cô sán đến gần, hai tay để lên vai tôi, mắt nhìn ra vẻ âu yếm. Hai cô khác ngồi yên trên giường, cũng đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi. "Thôi, đi ngủ đi." Tôi gạt tay cô ấy ra, gấp cái áo tay trên cánh tay, rồi đi vào phía giường bạn nằm. Tôi cúi xuống, tì vào thành giường, cố ý tì vào chỗ vắt cái áo, nhìn vào trong, qua màn. "Anh ở lại nhé." Tôi mỉm cười, chi kỹ hết bên này cho nó sướng. Cô nhân tình khúc khích chăm chăn, và bạn ngửa đầu châm lên, tay với vào tấm màn. "Mai nhé." "Ô ôi à đê man." Nhưng tôi chưa quay ra, tôi vẫn cứ tì mình trên thành giường, lưỡng lự một lát. Bấy giờ sao lâu thế, rồi không biết tại sao, bỗng nhiên: "Áo anh đây này, đây là áo của tôi." Và nói thêm bằng tiếng Pháp: "Anh đếm lại tiền đi và để cẩn thận vào trong ấy." Bạn nhõng nửa người dậy, cầm lấy áo: "Merci, được rồi." Tôi bước một bước lùi ra, thế là hết. Bây giờ thì không sao đụng đến ví được nữa. Tôi bần thần ngơ ngẩn,
mặc lấy chiếc áo của tôi và đội mũ. Vừa gài khuy, tôi vừa nói mấy câu bông đùa vô vị với cô ả đứng ở trên giường sắp tiễn tôi về. Tôi trùng trùng uống nước và hút thuốc, muốn cái thời khắc này cứ kéo dài ra mãi. Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới dần bình tĩnh lại. Gió lạnh thổi mát trên vầng trán nóng và cái cảm giác mát ấy khiến tôi dễ chịu. Tôi nghĩ lại đến những cử chỉ và dự định của tôi lúc nãy, thật vừa như một người khôn khéo lại như một người mất hồn. Tất cả những cái đó bây giờ xa quá. Tâm trí tôi giãn ra như một cây tre uốn cong trở lại cái thẳng thắn lúc thường. Tôi cảm thấy một cái thú khoái lạc kỳ dị, khe khẽ và thầm lặng rung động trong người. Có lẽ là cái khoái lạc bị cám dỗ, mà cũng có lẽ cái khoái lạc đã đè nén được sự cám dỗ và một mối tiếc ngầm ngầm. Tôi không tự thú cho tôi biết và cũng cố ý không nghĩ đến, khiến cho cái cảm giác ấy của tâm hồn tôi thêm một vẻ rờn rợn và sâu sắc. Sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà, tôi ngẩn ngơ nghĩ lại các việc tối hôm trước, y như trong một giấc mộng, chứ không phải việc đã xảy ra. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, sao mình hãy còn là người lương thiện, không phải là kẻ ăn cắp? Mà tôi thú thực rằng, nếu bây giờ tôi đã là kẻ ăn cắp, cái đó cũng không khiến tôi lấy làm ngạc nhiên hơn. Mà còn là người lương thiện, tôi tự thấy cũng chẳng có gì là đáng khen. Tôi nhớ rõ lúc đó không có một ý nghĩ nào về danh dự, về điều phải, điều trái ngăn cản tôi và khiến tôi đi vào con đường ngay. Như người ta vẫn nói, không, không có một chút gì như thế. Cái gì đã giữ tôi lại? Tôi không biết. Có lẽ chỉ một lời nói không đâu, một cử chỉ nào đấy về phía này hay phía kia đã khiến tôi có ăn cắp hay không ăn cắp. Chỉ một sợi tóc nhỏ, một chút gì đó chia địa giới của hai bên. Tôi có tiếc đã không lấy hay không, hay bằng lòng mình vì đã chống giữ lại các ý xấu, tôi cũng không tìm hiểu rõ hơn. Hình như ý nghĩ ham muốn hay trù trừ tối ấy không phải là của tôi, hình như của ai ấy, của một người nào khác lạ, khác với cái người thường của tôi bây giờ. Chúng tôi đều yên lặng. Anh Thành nói xong, với cái điếu hút một hơi thuốc lào rất kêu, rồi anh thở ra thong thả, mắt lờ mờ nhìn dõi theo làn khói đi.